Tối ngày 23 tháng 8, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình hình của người đàn ông bị rắn cắn vừa ôm cả con rắn vào bệnh viện đang được điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo bác sĩ Thức, hiện nọc độc làm bệnh nhân suy đa cơ quan, suy gan, viêm cơ tim, chỉ số bạch cầu rất thấp, khu vực vết rắn cắn ở vùng đùi bị nhiễm trùng hoại tử. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện rất nặng, các bác sĩ đang tập trung cứu chữa và cho bệnh nhân lọc máu chậm liên tục. Bác sĩ Thức nói, trước đó vào sáng ngày 19 tháng 8, anh Tâm đang làm vườn ở suối đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh thì phát hiện con rắn hổ mang chúa. Anh Tâm đuổi theo bắt và bị rắn cắn vào đùi bên phải. Nạn nhân chụp đầu con rắn và chạy ra đường nhờ người dân chuyển đi bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Mong rằng anh Tâm có thể sớm hồi phục sức khỏe để có thể sớm về đoàn tụ với gia đình của mình nhé.